Thưa quý vị, trị giá cổ phiếu của công ty Tesla hôm thứ năm, 7 tháng 2 giảm hơn 3% sau khi công ty startup sản xuất xe tự lái Aurora thông báo vừa huy động được hơn 530 triệu đô la từ các nhà đầu tư như Amazon, Sequoia Capital và công ty xăng dầu Shell. USA Today dẫn thông báo từ công ty Aurora cho biết, Amazon đã đầu tư một khoản tiền lớn vào Aurora. Ngay sau đó, trị giá cổ phiếu của Tesla giảm hơn 3% xuống mức gần 305 đô la một cổ phiếu vào ngày 7 tháng 2. Công ty Amazon xem xe tự lái có tiềm năng lớn trong việc giúp công ty này giao hàng trong tương lai. Theo Bloomberg, sau khi nhận được số tiền đầu tư mới này, trị giá của công ty Startup Aurora đã lên tới hơn 2 tỷ 500 triệu đô la. Startup Aurora mới được thành lập vào năm 2016. Công ty này có trụ sở tại Palo Alto và được lãnh đạo bởi cựu giám đốc dự án xe tự lái của Google, Chris Ermson trong đội ngũ lãnh đạo của aurora cũng có những người từng là lãnh đạo của các công ty như uber hay tesla